Nghệ sĩ ưu tú thoại Mỹ, chân tôi ngày càng teo, đang đứng cũng ngã. Nghệ sĩ ưu tú thoại Mỹ cho biết cô mang nhiều bệnh trong người như chứng ngưng tim, chấn thương dây chằng, nhưng không thể khỏi hẳn vì ham đi hát, không chịu điều trị triệt để. Trong một chương trình, nghệ sĩ ưu tú thoại Mỹ nói về căn bệnh tim khiến cô tạm ngừng đi hát, sang nước ngoài điều trị và phẫu thuật. Bác sĩ bảo tim tôi lúc đập quá nhanh, lúc ngưng đập nên phải đặt máy trợ tim. Đáng lẽ tôi phẫu thuật từ nhiều năm trước, nhưng sợ nếu phẫu thuật, có sự cố sẽ không được theo nghề. Tôi cứ để đó khiến bệnh ngày càng nặng, cô nói thêm. Nghệ sĩ ưu tú thoại Mỹ nói cô chỉ gật đầu qua loa với bác sĩ, đến khi ra sân khấu lại tiếp tục diễn, hát hết mình. Tôi sợ ngày nào đó không được hát nữa nên có cơ hội là phải hát cho hết mình, có bao nhiêu đều đem ra hết. Chính vì thế nên bệnh tình của tôi không thể khỏi được, cô chia sẻ thêm. Trước khi sang Mỹ điều trị bệnh tim, thoại Mỹ có thời gian nghỉ hát vì chấn thương. Có lần tôi bị tai nạn ngã trên sân khấu đứt dây chằng và để lại di chứng đến giờ. Chân tôi ngày càng teo cơ, đi rất yếu, dễ ngã, nhiều khi đang đứng cũng ngã. Tôi phải phẫu thuật nhiều lần để tái tạo dây chằng nhưng không thể được như trước. Đi lại vẫn khó khăn. Có thời gian tôi bị hư giọng, phải nghỉ ngơi để dưỡng lại, nữ nghệ sĩ chia sẻ tình trạng bệnh. Thoại Mỹ cho biết trong thời gian điều trị dây chằng, bác sĩ yêu cầu cô phải nghỉ ngơi, không được vận động mạnh sau khi phẫu thuật. Nhưng vì đam mê sân khấu, cô tiếp tục diễn những vai đào võ, tiếp tục chấn thương, tình trạng bệnh tái đi tái lại. Nghệ sĩ ưu tú thoại Mỹ tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, sinh năm 1969. Cô bắt đầu sự nghiệp cải lương năm 11 tuổi, sau khi thế vai cho diễn viên Nhí bị bệnh trong lần theo chị gái Thoại Miu đi diễn. Nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy là người phát hiện tiềm năng của thoại Mỹ, yêu cầu thoại Miu để em gái đi hát chuyên nghiệp. Nghệ sĩ thoại Mỹ nói cô mê hát từ nhỏ, thường xuyên lấy đồ diễn của chị gái mặc ở nhà. Năm 13 tuổi, cô thi đỗ khoa diễn viên của nhà hát Trần Hữu Trang, chung khóa với nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Năm 15 tuổi, cô tham gia đóng phim truyền hình Mùa Nước Nổi, đóng phim Phạm Công Cúc Hoa bên cạnh việc theo đoàn hát. Thập niên 1990, cô được khán giả công nhận với nhiều video cải lương. Cô sau đó nổi tiếng với vai Thái Bình Công Chúa, Võ Tắc Thiên, thành công với vai Đào Độc, Lãng. Suốt mấy mươi năm hoạt động nghệ thuật, cô đạt nhiều giải thưởng như huy chương vàng giải Trần Hữu Trang, diễn viên xuất sắc giải Mai Vàng, huy chương vì sự nghiệp sân khấu, được trao danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 2007. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.